Từ hồi cuối năm ngoái, trong làng xe thế giới đã bắt đầu xuất hiện tin đồn về mẫu SUV mới của hãng Honda mang tên ZR-V. Ban đầu, người ta cho rằng Honda ZR-V sẽ là SUV hạng A, cạnh tranh với Toyota Raize và Kia Sonet. Tuy nhiên, sau đó, lại có tin đồn khẳng định ZR-V là mẫu SUV được phát triển dựa trên Civic đồng thời nằm giữa HR-V và CR-V trong dòng sản phẩm của hãng Honda. Mãi đến nay, Honda ZR-V mới chính thức lộ diện. Hóa ra, Honda ZR-V chính là phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc của HR-V thế hệ mới. Qua những hình ảnh do hãng Honda tung ra, có thể thấy ZR-V dành cho Trung Quốc sở hữu thiết kế giống với HR-V 2023 ở thị trường Mỹ và khác với xe sắp ra mắt Việt Nam. Do liên doanh GAC Honda sản xuất, Honda ZR-V 2022 được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác với mắt lưới dạng tổ ong. Hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED nằm cao, sát với nắp capo và tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ L giống Honda Civic thế hệ thứ 11. Ngoài ra, mẫu SUV hạng B này còn có khe gió nhỏ ở hai góc đầu xe và hốc gió trung tâm khá rộng, đi kèm lưới mắt cáo. Trong khi đó, nắp capo của xe được thiết kế dài hơn thế hệ cũ và dập gân nổi bật. Bên sườn của Honda ZR-V 2022 xuất hiện cả bốn tay nắm cửa đều nằm trên cửa. Trong khi đó, Honda HR-V 2022 sắp ra mắt Việt Nam lại dùng tay nắm cửa sau nằm trên cột C. Bên dưới còn có bộ vành la răng 5 chấu kép, sơn hai màu thể thao. Đằng sau, Honda ZR-V 2022 được trang bị đèn hậu nằm ngang, cửa cốp và cản sau khác biệt so với HR-V thế hệ mới ở Đông Nam Á. Bên cạnh đó là hai ống xả hình chữ nhật được bao quanh bằng viền màu bạc. Hiện chưa có hình ảnh chụp nội thất của Honda ZR-V 2022. Dự kiến, xe cũng có màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng đặt nổi trên mặt táp lô, với kích thước khoảng 10 inch, và đi kèm núm xoay ở bên cạnh giống HR-V mới ở Bắc Mỹ. Đây là trang bị có vẻ được bê nguyên từ Honda Civic 2022 sang. Thêm vào đó là cụm điều khiển trung tâm khá cao với ngăn đựng đồ ngay bên dưới. Đáng tiếc là thông tin về động cơ của Honda ZR-V 2022 vẫn chưa được hé lộ. Rất có thể xe sẽ được trang bị động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít và hộp số CVT lấy từ Honda Civic 2022. Tại Việt Nam, Honda HR-V 2022 dự kiến sẽ chính thức trình làng vào cuối quý 2 năm nay dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe tại Việt Nam sẽ có 3 phiên bản là E, L và RS với giá dao động trong khoảng từ 700 đến 900 triệu đồng.